Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Củi TV. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký và bấm vào cái chuông để xem được nhiều món ăn ngon hơn nữa của Bếp Củi TV nha. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Và hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món, đó là món mắm cá linh chưng với trứng. Như vậy mắm cá linh chưng với trứng sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Là ở đây là có 300g thịt mình không thể nào mua thịt không được, mình phải mua thịt ba rồi để có thịt mỡ vô, lúc đó hẳn mình béo mình ngon được. Đây là 100g cá linh mình xay sẵn rồi. Người ta thì làm trứng vịt, con mình thì làm trứng gà. Ở đây có 5 quả trứng gà, thêm ít hành củ, một ít hành lá, mấy trái ớt trái, 2 muỗng đường, 2 muỗng bột nếp, một ít tiêu, 2 muỗng cà phê đó nha. Rồi, xong rồi chúng ta bắt tay vào thực hiện luôn. Như vậy là mình cắt hành nhuyễn ra, rồi hành củ cũng nhuyễn ra, ớt thì mình cắt xẻo xẻo nè. Để lát mình tra, mình trưng bày cho đẹp ha. Rồi, bây giờ kế tiếp là mình chuẩn bị là mình cho chén vào đây. Mắm chén xịt vào đây. Bây giờ mình sẽ trộn vào luôn mà. Trộn vào luôn. Mắm cho vào đây luôn nha. Cái đây là mắm cá linh mình xay sẵn rồi. Mẹ mua hay là sao? Mình mua về mình xay sẵn, thịt mình mua mình rửa sạch mình xay sẵn hết. Xay cho nó máu để mình nộm dễ dàng cho máu. Cho mọi người nhìn gần cái mắm cá linh. Cái màu nó giống như kiểu cà phê sữa vậy. Ở đây là mình có 2 muỗng đường, 2 muỗng cà phê đường và 2 muỗng bột nếp của thịt xỉ tiêu mình cho vào đây luôn. Rồi. Bây giờ mình trộn đều đã ha. Cái này mỗi lần mình ăn cơm mà mình thấy là mình ăn mấy cái món khác ăn này. Trời mưa ăn ngon lắm. Mình miền Trung nhưng mà mình làm cái này là kiểu của miền Tây ha. Miền Tây người ta hay trứng mắm. Con cá linh này cũng là con cá đặc sản ở dưới miền Tây đó. Đúng rồi, có khi ta trứng cá lóc, mình thích trứng cá linh. Mắm cá linh, người ta trứng mắm cá lóc nhiều lắm, nhiều loại lắm, ai thích trứng mắm thì được hết đó. Nhưng mà nguyên liệu hoặc là cái cách làm thì giống nhau thôi nha. Mình trộn đều rồi. Bắt đầu kế tiếp là mình đập trứng. Mình đập vào đây 2 quả trứng. Nói là chưng với trứng chứ thật sự là thấy có thịt nữa đúng không ạ? Có thịt ba rồi quá, mình ngon mà béo được. Đập vào 2 quả trứng vào đây. Mình thì ăn trứng gà, có những người mình thích nhiều người ta thích ăn trứng vịt. Trứng vịt. Mình nghĩ chắc trứng gà chắc không có tâm. Không tâm trứng vịt. Mỗi người mỗi ý thích. Nhưng sao mẹ lại bỏ một cái hai cái đó riêng? Như vậy là lát nữa là bắt đầu mình bây giờ mình lại cái muối. Bắt đầu mình đặt lại. Mình lấy cái không, mình lấy cái trong trong đỏ ra chứ. Trong ra điên ra. Mình để ra chén đó. Để riêng ra. Chị có lấy cái chồng trắng thôi. Trong trong trắng lấy ra để mình đổ con dưới cái trong trắng mình đổ ở đây luôn. Cái này để lát nữa mình để trang trí lên trứng cho đẹp ạ. Cái màu trứng bây giờ mình đánh lên ha. Trộn lên. Trộn cho đều quá. Mắm cá linh lên thơm. Cái mình trứng lên thơm. Mình mua về mình xay cũng được, mà mình mua để người ta xay cho mình cũng được. Mắm á, cả mắm á. Người ta có máy ta xay thì tiền hơn cũng được. Mình đánh cho đều, đánh cho tán ra sệt như vậy đó. Đều rồi, để tiếp đó bắt đầu mình cho hành lá vô. Hết hành lá luôn nha. Hành tím vô luôn. Rồi, ở đây để lát nữa mình mì cho lên đây, trên đây lên chén cho trứng bay lên cho chén cho màu đẹp.
Bây giờ mình cứ đánh cho đều vào trứng này, trứng mắm này. Đặc biệt là làm cái này không mất nhiều thời gian đấy các bạn. Để làm mau. Để làm mau. Mình đi chờ thì mình có thể mình ra chờ, yêu chờ người ta bán sẵn á. Cả cái... lóc, cả mắm, cả lín chi cũng có hết. Mà làm cái món ăn mặn là nó đủ dinh dưỡng luôn á. Là vì nó vừa có thịt vừa có cá luôn rồi. Rồi đó. Đó. Có thì trứng nữa chứ? Trứng nữa. Cái này, cái này là trời mưa là ăn tuyệt vời luôn. Ăn được cơm. Ăn kẹp vậy à. Cái này là mẹ làm vậy cũng nhiều đó hả? Nhiều chứ. Cả nhà ăn luôn. Mình làm cả nhà thì gia đình của Ngọc Linh luôn. Lời như cái nám đó. Thích ăn cái này này. Rồi. Rồi như vậy là mình xong rồi. Bây giờ mình sắp chén ra. Rồi. Bắt đầu cái trong đỏ này này. Bắt đầu mình tản cho đều ra. Tản mình đều ra ha. Đó. Cho nhuyễn ra. Bây giờ tới khâu là mình trứng trứng ha, mình múc ra chén mình trứng. Trước khi mình múc ra chén mình trứng thì mình cho một tí dầu vào đây. Cho nó không bị dính. Cho nó bị dính. Bắt đầu mình lấy cái này mình quẹt. Quẹt lên. Quẹt lên này cái khác. Cho từ lúc mình trứng chén đổ ra không dính đó. À, tức là mình nó không bị dính vào cái chén đó. Mình cho chén nhỏ cũng được mà cho chén to cũng được nhá. Những người không có thì trứng vào tô và chén. Vào chén chén thường mình ăn, còn nhà mình có mấy cái chén làm bằng bèo á thì mình cho vào đây. Loại chén nhỏ này thì cũng dễ mua, nhưng mà ai không cần thiết thì cũng không cần mua làm gì, mình trứng loại chén ăn cơm cũng được. Rồi. Bắt đầu là lúc đó là mình xong rồi là mình cả này mình tảng đều ra. Đánh ra, đánh đều ra. Bắt đầu mình cho một thử một chút xíu vào chén á. Trứng gà cái màu đẹp, màu lông gà, trứng gà màu đỏ, vàng đẹp, sang vàng đỏ. Rồi, kế tiếp là mình múc mắm trứng vào đây ha. Mình múc không đầy lắm, tại vì lúc mình hấp nở ra nó bắt đầu sờ tràn chén á. Thơm ghê. Chưa hấp chưa trứng lên mà thấy thơm rồi. Đừng tay lắm. Mình múc ra đây mà ít để mình trứng thôi, còn bao nhiêu thì lại mình hấp riêng cũng được ha. Tại con nhiều lắm chứ không phải ít đâu. Mình ăn rồi mình để mình ăn dần cũng được, bộ tủ lạnh ăn dần, còn vô đây là mình hấp riêng ra. Rồi, như vậy là mình để vào nồi mình hấp ha. Rồi bây giờ mình không có sừng lớn thì mình lấy cái nồi nhỏ mình trứng cũng được ha. Cái nồi đó mình mua mình có một cái sừng này, mình cho nước vô mình đặt. Mình không có cái sừng như người ta to lên, mình trứng cái này được ai vậy, không cần phải sừng gì, nồi cơm điện hấp vẫn được. Bây giờ mình làm cái này cho mọi người biết thôi ha. Bây giờ mình cho vô này, cho ít nước vô, bắt đầu mình cho lên. Cái nồi này cũng nhỏ lắm, trứng được cả 4 chén. Đó, 4 chén mình trứng được mấy lần ha, mình hấp mấy lần nhá. Bây giờ mình để nắp lại vừa tâm này. Đó, bắt đầu mình cắm điện, bật điện lên. Wow, cái của mình nó nở với dễ sợ chứ. Bây giờ cái trồng và trồng đỏ của trứng này bây giờ mình cho lên chưa? Cho lên. À, đẹp, màu rất là đẹp ha. Thơm lắm mẹ. Ngửi cái mùi rất là thơm. Vừa thơm mùi thịt mà thơm mùi cá. Này đủ chất hết rồi. Đủ chất dinh dưỡng luôn á. Mắm là đồng thời nhà mình làm thì mình ăn mình lại thấy rất là sạch luôn. Đi ra ngoài ăn cơm tiệm thèm món này lắm. Thèm ha. Mà người ta làm mình biết sợ ha. Cái trồng đỏ vô nha. Cho lên trứng này. Cho trong đỏ lên trứng xong rồi đâu mình hấp lại, mình hấp nhưng mà đừng có đầy nắp. Mình hấp mình bật điện lên rồi mình để về thôi. Đó.
Các con thấy đẹp không? Cái giống rang ngoài tiệm không? Đó. Bắt đầu là mình cho ớt lên. Cho hai rạt ớt lên cho nó chén hấp dẫn. Vậy thôi. Như vậy là xong rồi đúng không? Như vậy là không. Mình giờ mình hấp lại thêm. Hấp thêm lần nữa. Lần nữa. Hấp thêm tí xíu. Hấp thêm tí xíu nữa cho cái trứng. Cái... Ừ, đúng rồi. Cái trứng mình mới để lên đó các bạn. Ừ, đó đó. Rồi. Rồi, tiếp tục. Gắn lên, điền lên. Như vậy là trứng trứng mắm của mình đã chín rồi. Nhìn rất là đẹp. Đấy, bây giờ mình cày lên coi. Đó, mình cày lên chén. Cái màu đẹp quá. Màu đẹp không? Nó rồi đó, hồi nãy cái dầu kia là cho nó rồi. Ừ, mình phải cho nó rơi lên. Đó. Đó, bắt đầu này. Xẻ trứng ra này coi này. Đó. Nó không có khô. Đó. Rất là ngon. Đó. Quá. Thấy không? Thơm ạ. Đó, như vậy đó. Ăn cơm hết sạch. Bây giờ mình chuẩn bị mình xúc mình chén cơm mình ăn, mình giới thiệu mọi người luôn nha. Như vậy là mẹ mình mới hoàn thành xong cái món là mắm cá linh chưng với trứng. Như vậy thì bây giờ mình sẽ thưởng thức xem sao nha. Nãy giờ thấy thơm đúng rồi. Thì các bạn đó, thấy không? Đang cầm thịt lên đây. Coi đó, gấp lên đây. Nó trắng là nóng, vẫn còn nóng lắm. Thấy không? Nó rất là này, thấy không? Thấy mềm. Và trong nó không bị khô nha. Nó vẫn còn ướt. Nhìn là mình muốn ăn cơm liền đúng không? Cái màu vàng. Giờ trời mưa ăn thì nó ngon. Thơm. Đó. Rồi. Có dưa leo nữa. Ừ, dưa leo. Bây giờ con múc lên mình coi. Múc nguyên miếng to cho đừng ấy mà nạp chứ. Nó có múc nửa chén luôn, nửa cái miếng nó luôn. Rồi. Ngon. Ngon không? Nó không quá mặn như ở ngoài tiệm. Ừ, đúng rồi. Ngoài tiệm nó mặn lắm. Mình không làm gì, mình không làm mặn. Ngoài tiệm làm rất mặn. Nó cho ăn với cơm hợp lý. Thơm. Cái mắm này đã kêu mắm rất là mặn rồi. Đúng rồi. Mình chỉ cho một tí xíu một nếm với thêm đường thôi. Mình không phải cho nhiều nha. Ăn với cơm là tuyệt. Ngon lắm. Không biết nó làm sao luôn á. Ngon lắm. Ngon lắm. Nó có nhiều vị lắm. Vừa vị cá linh. Ngon nhỉ. Ăn thử con ngọt đi. Mà lâu lâu ăn này ngon. Cái vị cá linh á, nó là cái phần chủ đạo. Vừa ăn ha, hắn mặn ha. Không mặn. Tại vì mình đâu có cho có tiêu vô ngọt, thơm. Có tiêu vô thơm. Cái này mà ai ăn cay nhiều cho tiêu vô thơm. Ớt nữa nè. Nhưng mà ý là cái trứng nó không có bị khô. Nó khô. Nó rất là mềm. Mình rất là dễ ăn. Tại một số nơi ấy, mình thấy ăn ở ngoài tiệm người ta bỏ hơi mặn á. Và cái cá nó không biết là cái cá gì nhưng mà riêng cá linh này ngon. Cá linh ngon nhá. Cá linh quá ngon luôn. Thơm. Cái mắm. Mình ăn thơm là cá lóc á. Cái gì? Một cái này thôi, cho thêm mấy quẹt thêm. Quẹt thôi, ngon lắm, bỏ chén nha, quẹt thôi, ăn thịt chén luôn. Ngon. Thỏ lên múc ăn thỏ lên, ăn thử không? Mà dễ ăn. Chứ không có vị kiểu khó ăn. Ngon rất lắm, là ngon. Thịt vừa. Mà vấn đề là mình làm nhanh ha. Thế đâu có rất cạp lắm ha. Quan trọng là mình xay thịt hai thịt về mắm xong rồi bắt đầu mình trứng rồi. Cái trứng ngọt. Trứng chén nhỏ 20 phút chứ trứng chén lớn phải nửa tiếng. Tại vì hồi nãy mà ăn vô con hơi thấy nó bất ngờ. Tại vì con nghĩ là nó mặn. Nhiều cái người ta làm mặn mà nó cứng. Người ta làm mặn mình ăn mình làm mặn. Để bố ăn thấy dễ chịu lắm. Trời mưa ăn ngon. Rất thích hợp với trời mưa và thích hợp với những người nào mà bận rộn á. Những nguyên liệu này mình mua trước rồi để trong tủ lạnh được rồi. Hả? Đấy là mình trưng. Bây giờ mình trưng nhiều rồi mình cho vào tủ lạnh được. Thế nào mình ăn là mình bỏ ra ngoài, mình trưng tiếp hấp lại á. Được hết á. Rất là ngon. Chứ một lần làm ít quá mình đâu có làm mất công, làm nhiều luôn. Đúng rồi, làm nhiều luôn. Nhà ăn được chắc phải một tuần á. Để ăn trong cái mấy nói chung là đừng có để lâu quá hả? Để lâu quá chừng 2-3 ngày thôi. Để lâu quá hả nó cũng tốt, nói chung là tủ lạnh là để chừng 2-3 bữa được. Với phần nó khô quá. Các bạn nhớ ủng hộ hai mẹ con mình bằng cách là nhấn vào nút đăng ký nha. Mình chúc các bạn thực hiện món này thành công, cho cả gia đình cùng thưởng thức. Xin chào, bye bye.